Song Thanh Đặc Trần xin kính chào các bác đam mê áo đồ trên toàn quốc. Ngay dưới video clip này có một nút ấn đăng ký màu đỏ. Em là Trần, mời các bác đăng ký kênh bên em để theo dõi và cập nhật những video clip, những báo giá sản phẩm áo đồ vải mới nhất mỗi ngày. Buổi sáng hôm nay thì bên em có lên sóng cặp loa khủng Samsung SP7500X. Tuy nhiên các bác đã chốt ngay trong vòng 30 phút sau khi lên sóng. Bây giờ thì em tiếp tục lên một cặp loa đàn anh của nó nữa, đó là cặp loa Samsung SPX7700. Đây là hai model mà rất hiếm hoi, rất lâu rồi sau Đạt Trần mới về được hai cặp. Sáng nay lên một cặp đã chốt rồi, và bây giờ em lên tiếp cặp còn lại, cặp loa khủng long của hãng với cấu hình bass 40, một loa chung giấy, một loa chép kèn và hai loa siêu chép. Cặp loa này được thiết kế rất độc đáo với khung lưới e căng, mắt ra võng trông rất là đẹp luôn, mắt cáo. Đây là cả hai cái tấm lưới e căng, em quay cho các bác chúng ta cùng xem. Cặp này thì sau Đạt Trần về trong cái tình trạng đẹp xuất sắc và xin nguyên bản, cấu hình rất khủng, và phía sau của nó thì còn nguyên tem khai sinh các bác nhé. Và không để mất thời gian của các bác nữa thì em mời các bác chúng ta cùng nhau tiến lại gần để chúng ta quan sát được độ chất lượng của cặp loa này. Đầu tiên em mời các bác chúng ta cùng nhau đánh giá về hình thức bên ngoài, phần thùng, vách rồi góc cạnh của cặp loa. Em này độ mới của nó còn trên 95%. Em không thấy bất cứ những cái điểm nào chảy trợt hay là cấn móp về góc cạnh đâu, và còn rất đẹp. Cái tấm lưới căng rất quý ạ. Bên ngoài thì nó thiết kế bằng khung gỗ, đấy, có cắt những cái họa tiết và đan sen ghép vào nhau. Phía dưới thì có tem của Samsung, tem đồng các bác nhé. Bên trong thì có một cái tấm lưới vải để chắn bụi. Và dòng này thì ra đời vào những cái năm của thập niên 80 rồi, cho nên là nó có một thiết kế cái phần e căng chấu này rất tiện lợi, đấy, không như các đời cổ các bác cần phải bắt ốc vào thùng. Đời này thì đã cải tiến, đã tiến bộ hơn rồi. Cấu hình một bát 41cm, sử dụng màng giấy, gân của nó là gân vải lụa giống như là trên các đời 88A, 99A. Thì các con này nó hay hơn con 7500 bởi cái tiếng bát. Dòng này thì các bác cái độ tiếng của nó đánh rất là mềm, đấy, vì gân của nó mềm này. Còn cái con kia thì độ nhún nó cứng hơn, thì cái âm trầm của nó sẽ ít hơn và không được mềm như thằng này. Một cái loa chung giấy, một loa chép kèn, chép này kèn kim loại, hai loa siêu chép, tất cả các kiềng loa hãng sơn màu bạc trông vô cùng là nổi bật. Model là SP7700, có một vi tinh chỉnh, có 3 cái chế độ nghe này, Shop 2, Shop 1 và Norman. Thùng loa rất đẹp, thùng vách góc cạnh đây, vân gỗ nổi khối trông rất là đáng yêu và sắc nét. Phía đằng sau đây, phần cọc loa vẫn còn zin với bạn. Tiếp theo thì em mời các bác, chúng ta sẽ quan sát phần tuyến loa, đẹp căng mọng, đẹp không tì vết luôn. Đấy, gần loa mít vẫn còn ướt nhạc. Và đây là hai loa siêu chép giấy và một loa chép kèn. Còn đây là loa bass 41cm của chúng ta, tiếng đánh rất mềm. Con này bass đánh rất mềm các bác nhé, có lỗ thông hơi ở phía trước luôn, rất tiện. Tiếp tục thì em sẽ quay cái phần thùng loa bên này cho các bác xem. Sắc nét vô cùng, một cặp loa xứng đáng để cho chúng ta chơi hay, bày đẹp và mang cái tính chất sưu tầm rất cao. Những cặp loa cổ, những cái cặp loa cổ mà còn đẹp như này thì thực sự hiếm có. Những cái dòng sản phẩm sau Đạt Trần tuyển chọn các bác xem, đẹp không một vết gợn luôn. Gân này, gân lay thì đánh tiếng thì mềm nhũn luôn, khỏi bàn, chơi nhạc vàng rất hay. Đây chữ e căng đây, em mời các bác chúng ta cùng xem. Tiếp theo thì em sẽ quay cho các bác cái phần này, mặt sau. Bên này thì hãng còn nguyên một cái tấm giấy khai sinh, thì em sẽ cho các bác biết được một số các cái thông số của loa. Đây ạ, cấu hình của em nó thì gồm một bát là 40-41 đi. Đấy, một loa mid, một loa mid kèn và hai loa siêu chép. Công suất của một thùng là 160W, trở kháng 8 ohm, độ nhạy là 97 decibel.
với cái kích thước số đo như sau: chiều cao là 66, chiều rộng là 44,3 và chiều sâu là 30 cm, cân nặng là 20 kg cho một thùng. Rất là khủng. Đấy. Cặp loa về trong cái tình trạng đẹp xuất sắc và dư nguyên bản chưa các bác? Dư nguyên bản. Một cặp loa cổ đã vắng bóng shop đặt trần khá lâu rồi, mấy tháng nay không về được những cái cặp loa bát 40 để em đặt trần phục vụ các bác. Hôm nay về được hai cặp, một cặp 7500 đã chốt ngay trong buổi sáng rồi. Buổi tối có thời gian thì em lại lên tiếp cặp này. Các bác nào có nhu cầu thì hãy alo cho em. Và với cái mức giá cũng như cặp sáng nay thôi, tuy nhiên cặp này thì đời cao hơn, 7700, em bán đồng giá 7500, 15.200.000 đồng cho một cặp loa đẹp xuất sắc với zin nguyên bản. Toàn bộ các ốc chưa tháo khỏi khối thùng, cặp loa còn mới, leng keng, keng sa beng. Các bác nào có nhu cầu thì hãy alo cho em đặt trần. Số máy 0983586968. Bên em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc, giao bán sản phẩm không bao gồm phí ship. Và bây giờ thì mời các bác chúng ta cùng lắng tai nghe. Cặp này thì tiếng cực kỳ là chi tiết, nó có thể đánh được nhiều thể loại hơn cặp sáng nay. Tiếng rất sạch, sáng, trong, bát đánh có lực, mềm, sâu. Tuyệt vời phải không ạ? Bây giờ thì em sẽ test sang thể loại bolero. Thể loại nhạc không lời thì các bác đã được nghe rồi, em sẽ test sang thể loại nhạc bolero. Một ca khúc của ca sĩ Hồng Trúc đây, em mời các bác chúng ta cùng nghe. Cặp loa với mức giá bán 15.200.000 đồng. Tâm tư chẳng biết nói cùng ai,
đơn sơ em đi đôi giày. Vâng, cháu Loa thể hiện với cái tiếng rất là chi tiết, sạch sẽ. Chuyển qua một số các cái ca khúc khác, một ca khúc của ca sĩ Hoàng Thục Linh. Bài này thì các bác sẽ cảm nhận được cái tiếng bass nó thả, nó sâu, nó mềm. Tuy nhiên nó vẫn có cái độ sạch trong cái bản nhạc, chi tiết và độ tinh tế. Nó nghe hơi hay hơn cặp 7500X, 7500 thì tiếng nó khô, nó mộc hơn. Tuy nhiên cặp này thì nghe nó sạch, nghe đa thể loại dễ nghe hơn. Lòng đã giận lòng, đừng khóc biệt ly, mà sao khi tạ từ tràn mi nước mắt. Phút chia tay vì sao cuối mặt, để người quay lưng nghe tim mình quặn thắt. Chẳng phụ người mà vẫn dở ra, tại ta hay tại trời bày ra số kiếp. Một ca khúc nhạc xưa đi. Một ca khúc nhạc xưa của ca sĩ Chế Linh, Thanh Tuyển, ca khúc rất nổi tiếng. Bài này các bạn nghe trên cặp này nổi da gà luôn ạ. Mai lỡ hai mình xa nhau, đừng khóc cho biết hoàn sầu. Ghi nhé em chuyện lời nguyện xin khắc sâu. Rumba sâu lắng, các bác có thể cảm nhận rõ ba giải của cặp loa này. Em mời các bác chúng ta cùng nghe thể loại nhạc rumba. Cặp loa chơi cực kỳ đa năng, tiếng rất hay, độ nhạy của nó lên tới 97 decibel, dễ dàng phối ghép với hầu hết các dòng hình khác nhau các bác nhé.
Vâng, thế được rồi. Bây giờ em sẽ test trên hệ thống là chiếc đầu băng cối này 6.300, con này vừa về thôi, em chưa lên sóng. Còn tất cả các cái con đầu cối mà đã phát trước cái clip này em đều bán hết rồi. Chiều nay thì em có lên 3 con 6.300 MK2 khách đã chốt, con X21201D khách đã chốt và con Akai 600DB khách cũng đã chốt. Đấy. Nó còn con này là con mới nhất em chưa lên. Đây, em sẽ test trên con này cho bác nghe. Chúng ta cùng nghe thể loại nhạc là trước là 75. Đường dài quê, trường sơn hôi hôi, chợt cao tình hồng nhạt màu xanh. Nên ở nên thường, những ngày mình chia cách đường buồn nghe. Rất đẹp nhá, không có bất cứ một nan nào. Đấy, nghe nhạc này thì lắp cái cầm vào. 15 triệu 200 nghìn đồng cho cọc loa FPX7700. Cái căng của nó cũng thiết kế theo kiểu mới, rất đẹp. Các bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Và em xin kết thúc video clip. Xin chào và hẹn gặp lại.